Tiếp tục thông tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tới Hàn Quốc. Vào ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-seo cũng đã tiếp Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jun-seok. Thủ tướng Han Duk-seo cho rằng chuyến thăm lần này của Đại tướng Phan Văn Giang có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam và Hàn Quốc vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 12 năm 2022. Thủ tướng Han Duk-seo nhấn mạnh Hàn Quốc coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong khu vực, mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, hy vọng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có công nghiệp quốc phòng. Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng Việt Nam luôn coi trọng hợp tác toàn diện, tin cậy với Hàn Quốc. Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng mong muốn Thủ tướng Han Duk-seo tiếp tục quan tâm, ủng hộ để Bộ Quốc phòng hai nước hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng thông báo với Thủ tướng Han Duk-seo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-suk. Hai bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua và thống nhất các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng thời gian tới, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Về vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn chính phủ và các cơ quan liên quan của Hàn Quốc quan tâm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Đây là vấn đề nhân đạo mà chính phủ và nhân dân Việt Nam rất quan tâm. Thank you.